Chào vâng, em chào tất cả các bác Chào mừng các bác đã cùng quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mận Audio Sài Gòn Sáng ngày hôm nay, bên em lại tiếp tục về thêm được cả một ít Đó là những dòng dây loa, dây tín hiệu cực kỳ là chất lượng để phục vụ tất cả các bác nhé Rồi, thì trước khi đi vào video chi tiết Những bác nào chưa đăng ký kênh, nhấn đăng ký, nhấn like để ủng hộ bên em nhé rồi, và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết lần lượt những cái dòng sản phẩm ngày hôm nay Thứ nhất thì em giới thiệu tới tất cả bác đó là dòng dây tín hiệu của hãng Saab Silver Đây là một dòng dây thiết kế loại đồng mã bạc. Nó cho một chất âm rất là sáng tiếng nha các bác. Saab Silver và dòng dây nó có điều hướng mũi tên. Rồi em sẽ quay cái chất loại để cho tất cả bác cùng xem. Đây là lớp loại của dây nhé Ngoài cùng nó sẽ có một lớp vỏ cao su cực kỳ là dài và rất là chắc chắn này tiếp theo là một lớp mát chống nhiễu nha các bác lớp mát chống nhiễu này đó bằng bạc nhá rồi đến một uh, lớp giấy bạc như thế này cũng là chức năng để chống nhiễu và bên trong nó có hai sợi uh, ni lông hai sợi ni lông và tiếp theo là hai loại đồng mạ bạc tinh khiết như thế này loại này mỗi loại là một ly nha các bác một ly nhá đó, dây này thì để cho tất cả bác làm dây AV, dây uh, Canon. Rất là ok, dây loại đồng mã bạc. Và loại này bên em đang phân phối sẽ là 150.000 đồng một mét nhé. Của hãng Sharp Silver, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Anh Rồi, tiếp theo, em đi qua dòng dây của hãng tóc mã in tóc thì em về khá lâu rồi, và em bán cũng gần hết rồi. Bữa trước em về được uh, khá là nhiều mắc thì em bán rất là nhiều cho tất cả bác rồi. Dòng này loại của nó thiết kế là vừa đồng vừa bạc, nó cho một à, chất âm là đều ba dại. Loại của nó này, vừa những sợi đồng như thế này, rồi đến những sợi đồng mạ bạc nha bác. Và nó cũng thiết kế chống nhiễu cực kỳ là tốt nha Đây một lớp dây bạc này, một lớp chống nhiễu và lớp vỏ. Đây là chữ của dòng dây này, mắc Audio Copper Made in USA Và dây này thì giá là 120 một mét nha bác 120 ngàn một mét Của hãng mã in Dây có màu xanh nhé Rồi đi qua dòng dây của hãng Quét một thương hiệu đến từ Anh Quốc Dây này thì nó thiết kế cực kỳ là chất lượng nhé Ngoài cùng nó sẽ có một lớp vỏ màu trắng dày Trên thân thì nó được in chữ ở đây Quét này nó của hạng quét và điều hướng mũi tên các bác mua về thi công thì thi công theo điều hướng mũi tên nhé ngoài cùng nó sẽ có một lớp giáp bạc này rất là dài nhé loại này nó đan xích nhau luôn rồi đến một lớp giấy bạc này rồi đến một lớp vỏ bên trong nữa bên trong nó có một lớp vỏ này đây lớp vỏ cực kỳ là cứng luôn rồi uh, bên trong nữa nó sẽ có một uh, lớp mát chống nhiễu tiếp rồi đến một uh, sợi uh, bạc để chống nhiễu này nó giấy bạc các nha các bác rồi và trong cùng là nó sẽ bốn loại đồng mạ bạc nó nên dòng này nó chống nhiễu cực kỳ tốt mà chất âm của dòng này thì nó sẽ thiên sáng thiên độ chi tiết bát cũng rất là hay dây có màu trong suốt rất là đẹp như thế này và loại này bên em đang phân phối sẽ là 170.000 một mét nhé 171 mét em về thêm được một cuộn nữa nhé bữa trước em về một cuộn em bán hết rồi sáng nay về thêm được một cuộn nữa rồi tiếp theo em đi qua dòng dây loa của hãng ong bắt của đức ong bắt cabel ghép money này loại là 2 x 1 5 mini và made in switzerland dòng này thì nó đặt nhà máy sản xuất tại thụy sĩ nhé đó loại 1.5 dây có màu trong suốt rất là đẹp như thế này và các bác có thể nhìn thấy loại ở bên trong và đây là chất loại của loại dây đồng đức này đồng mạ bạc của đức dây này thì các bác sử dụng cho những dàn âm thanh đang còn tối tiếng này bí tiếng này tiếng chưa thoát ra được thì các bác lựa chọn dòng dây này cải thiện chép trung cao tiếng nó tơi nó sáng nó mịn các bác có thể mua về đấu các dòng chép rời cực kỳ là hay nhé loại này thì giá bên em để là 140 một mét 141 m nhé và đây là dây của ông bắt loại này thì nó sản xuất tại Đức nha các bác dây này em còn một đoạn thôi loại là 2.5 dây bé hơn uh, vỏ thì bé hơn dây kia nhưng mà loại thì nó lại lớn hơn loại 2.5 đồng Đức thì các bác cứ yên tâm về chất lượng nhé cực kỳ là tốt rồi dây này uh, giá là 191 m nhé đây ông bắt dòng silver loại là 2.5 này đó 190 000 một mét rồi đi qua cái dòng dây của hãng à, italcy loại này loại của nó cũng là 2.5 loại đồng mã bạc nó có một lớp giấy bạc chống nhiễu ở bên trong ấy em cắt đi rồi và bên trong nó có hai sợi vải này cũng như là loại của nó rất là tinh khiết dòng này cũng hỗ trợ giải chép và trung cao cực kỳ là hay bát cũng rất là gọn gàng rất là sâu Dây này đường kính tầm khoảng là 12 ly nhé bác, 12 ly Sasi SP3V speaker Copper Đó, 2N, dòng dây đạt đến độ 2N rồi Loại này thì giá như cũ thôi, 145.000 một mét nhé bác 145.000 một mét Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé Giờ, tiếp theo Đi qua dòng dây Pro AC Dòng dây bại của ăn nhé Dây này khi cầm vào sợi dây thì cảm giác nó cực kỳ là mềm mại nha các bác rất là mềm dòng này cải thiện ba giải nhưng hỗ trợ tốt nhất là giải bát này những bác nào dàn âm thanh bát chưa ra được nó đang chưa sau chưa ấm thì các bác lựa chọn dòng dây này đặc biệt các bác sử dụng dòng dây này đánh xúc rất là nhiều các dòng xúc đôi xúc 4 tắc 5 tắc các dàn sân khấu ấy đồng rất là tinh khiết, rất là nhuyễn. Dây thì rất là mềm và nó có điều hướng mũi tên. Dây Pro AC. và loại này thì giá bên em phân phối là 190.000 một mét nha bác. một mét nha. Loại là 4 ly nha bác. Hai loại là 8 ly đấy. Dây cực kỳ là mềm dẻo. Rồi, đi qua dòng dây của hãng Litton. Đây là một dòng dây mạ bạc hết hàng khá là lâu. nay em về được cũng tầm khoảng là 200m 200m nha đây của hãng Litton của Mỹ nhé, USA này đó dây thì có màu trong suốt như thế này đây là một dòng dây loại đồng mã bạc loại là 2 ly dây có màu trong cực kỳ là đẹp nha bác đó và nó có điều hướng mũi tên ở đây Litton đó, USA này đây, USA em sẽ quay rõ để cho tất cả bác cùng xem nhé. USA đây. Đó, em về được uh, khá nhiều đấy. Loại này thì bên em vẫn phân phối cho tất cả bác với giá như cũ là 105.000 một mét nhé. 105.000 một mét. Lấy 5 mét bên em sẽ bao ship. Rồi, tiếp theo, đi qua dòng dây của hãng Ziu Capper của Pháp. Hôm bữa thì em về được hai uh, cuộn và em bán hết 1 cuộn rồi, còn một cuộn nữa thôi giupper. Loại là 3.0 ml nhé 3.0 ml. Và đây là chất lõi của dòng dây này. Lõi của dòng này nó thiết kế là đồng tinh khiết và bên trong nó sẽ có hai lớp đồng, một là lớp đồng tơ mềm mịn như thế này. Và tiếp theo đó là những sợi đồng là những sợi đồng trục. Dòng này nó đặc trưng là chống nhiễu tốt cho chất âm đều ba dại. Bác nào nghe các dòng nhạc vàng, nhạc bolero cần độ ấm này độ trầm sâu thì lựa chọn dòng dây này. Mã của dòng này là TD 300F của Pháp nha. Em về được nguyên cuộn luôn. Các bác có thể uh, gõ thương hiệu này VKVT, RiuCapper.com, Phở hay Phở hàng nguyên cuộn nha các bác. Rất là đẹp. Các bác lưu ý là các bác về sử dụng thì mình uh, làm theo điều hướng mũi tên nhé từ âm ly chạy ra loa đấy. rồi loại này thì bác nào à, có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé, em sẽ báo giá tốt nhất cho tất cả bác. Đó, rồi tiếp theo đi qua dòng dây à, hai dòng dây đức mà cũng hết hàng khá là lâu. đây là một dòng dây giá thì rất là bình dân thôi nhưng chất âm mang lại rất là hay. các bác đi sau đi sự kiện mua rất là nhiều. hàng này thì em bán hàng loại một thôi, loại hai loại ba em không bán nhé loại đồng tinh khiết 100% và những sợi đồng như thế này Biện xoắn dây thì rất là mềm dây loại 2 loại 3 nó rất là cứng nha bác đó các bác chú ý nhá Summer Copper Made in Germany loại là 205 x 2 loại này giá là 35.000 một mét 35.000 một mét nhé đó loại 205 dây rất là mềm rồi tiếp theo đây là dòng dây 4 loại nha bác 4 loại này Mỗi loại là 2.5 Cũng loại đồng tinh khiết Các bác xem được loại đồng này Cực kỳ là chất lượng nhé Dây rất là mềm Summer Copper speaker Made in Germany Và 4 x 2.5 Loại này giá là 45.000 một mét nha bác 45.000 một mét Lấy 20 mét bên em mới bao ship nha bác Còn loại này 10 mét em bao ship rồi tại vì dây này nó nặng nặng lắm các bác ạ dây nó to rất là nhiều giờ thì uh, những bác nào có nhu cầu về những dòng sản phẩm này thì uh, liên hệ cho em nhé em cũng uh, xin kết thúc video ở đây chào các bác hẹn các bác ở các video tiếp theo xin chào